hàng loạt bức ảnh chụp lại Ford Explorer 2022 đã cho ta thấy toàn cảnh nội, ngoại thất chiếc SUV trước xe ra mắt tại Trung Quốc vào giữa năm. So với bản quốc tế, ta có thể nhận ra ngay thay đổi lớn nhất giữa hai cấu hình là phần tản nhiệt tròn trịa cũng như cản trước cong tròn mềm mại hơn, đi kèm hốc gió mảnh mai. So với bản tiền cập nhật, đèn pha và ốp chrome trang trí hình chữ Z đã được làm mới. Ở hướng đối diện, đèn hậu Ford Explorer 2022 đã được cải tiến nay kéo dài tới cửa hậu, một dải chrome chạy giữa kết nối cụm đèn hai bên. Cản sau bên dưới cũng được làm lại với miệng ống xả cổ điển và tấm bảo vệ phách. Trong khi ngoại thất Ford Explorer 2022 thay đổi khá nhẹ nhàng, nội thất xe ít nhất là trên bản Trung Quốc, có thể nói là khác một trời một vực so với trước. Táp lô chiếc SUV cỡ trung được làm lại hoàn toàn với màn cảm ứng trung tâm khổng lồ, ăn sang cả khu vực trước ghế hành khách, khá tương đồng Mondeo và Evos, cũng dành riêng cho khu vực này ra mắt từ năm ngoái tới nay. Bên dưới một chút, cần gạt số mới, hốc gió điều hòa mảnh mai hơn và cụm điều khiển trung tâm được bài trí lại cũng sẽ khiến người dùng phải mất thời gian làm quen lại. Có thể nói bộ khung cabin mới của Ford Explorer 2022 Trung Quốc thậm chí còn sang hơn cả bản quốc tế hiện hành. Theo Sina, Ford Explorer 2022 Trung Quốc sẽ ra mắt vào tháng 6 với động cơ quen thuộc là loại 2.3 lít 272 mã lực, 425 Nm kết nối với hộp số tự động 10 cấp.